Sự chuẩn bị về cơ sở vật chất thì có một nhiệm vụ rất quan trọng cũng được tỉnh Quảng Nam chú trọng, đó là công tác tuyên truyền những thông tin về các đội bóng tham dự giải đấu cũng như lịch thi đấu của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2019 đến với người hâm mộ. Và ngay sau đây là những ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đang có mặt tại Quảng Nam. Trân trọng kính mời đồng bào, đồng chí và các bạn đón xem giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019. Hơn một tuần nay, cứ 7 giờ sáng đến chiều, chị Ánh bắt đầu công việc của mình là tuyên truyền giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2019 sắp diễn ra tại Quảng Nam. Mỗi ngày nhóm của chị đi tuyên truyền khoảng 200 cây số, bắt đầu xuất phát từ thành phố Tam Kỳ, lịch trình tiếp theo là 4 huyện lân cận. Công việc có vẻ đơn giản nhưng khiến chị Ánh rất vui. Nó rất là vui, đợt này là được không bán vé, miễn phí vé vào cổng nên cũng mong là bà con được đến đây xem đông. Mỗi lần đi thì mình cũng thấy là khán giả là cũng xem và chụp hình để về xem chi tiết từng trận đấu. Những pano áp phích được treo ở những khu phố, những con đường khiến người dân dễ nhìn thấy nhất, như hạng mục cuối cùng đang được hoàn tất để sẵn sàng cho giải đấu. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, người hâm mộ yêu bóng chuyền tại Quảng Nam cũng đang háo hức chờ giải khởi tranh. Chúng tôi được xem cái giải bóng chuyền U23 của châu Á vừa rồi. Có thể nói là bóng chuyền nữ của chúng ta có những bước tiến bộ rất là đáng mừng. Hy vọng rằng ở giải lần này thì các em sẽ là những nhân tố mà gây nên tạo cho cái giải đấu thêm hào hứng. Đến với Quảng Nam, chúng tôi được người dân nơi đây đọc hai câu thơ quen thuộc. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đã say. Đã từ lâu, Quảng Nam cũng như con người nơi đây đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho bất cứ ai đến nơi này. Chắc chắn trong thời gian tới, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 diễn ra tại nơi này, Quảng Nam và giải đấu sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp cho người hâm mộ. Chuyên môn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng chuyền nước nhà trước mỗi một kỳ VTV Cup. Ngày hôm nay thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng.